Những năm gần đây, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển các mô hình sản xuất mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Xã Hà Long đã khuyến khích người dân thực hiện tích tụ tập trung đất đai, sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, đưa giống cây trồng vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, đồng thời xây dựng vùng thâm canh lúa với diện tích 575 hectare, vùng sản xuất dứa 650 hectare và 150 hectare trồng ổi trong đó có 70 hecta ổi đã được công nhận đạt chuẩn ô cốp. Cùng với đó, xã tạo điều kiện để người dân tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do các đơn vị chuyên môn tổ chức. Năm 2023, bình quân một hecta sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã đạt trên 200 triệu đồng, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 62 triệu đồng.